Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Cả thị trấn Kasukabe đang hứng chịu một cơn bão lớn đổ bộ, gió giật mạnh như giật cắp cắp, mưa xả như chút nước từng hồi. Vì vậy, tất cả mọi người sẽ phải tập trung tại trường mầm non Futaba để tránh bão. Vậy các bạn có thắc mắc của hành trình dông bão đến trường và một đêm ở trường mẫu giáo diễn ra như thế nào không? Nếu có thì chúng mình cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Còn nếu không thì vẫn cứ xem để biết vì sao mọi người tò mò nhé. Đảm bảo không phí tiền mạng đâu. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Ngoài trời đang đổ mưa như chút nước, Shin Cheo ra ngoài để dẫn Bạch Tuyết đang co ro sợ hãi vào trong nhà tránh bão. TV hiện đang chiếu dự báo thời tiết về một cơn bão lớn đang đổ bộ vào đất liền với vận tốc 20 cây chuối trên giờ. Mức gió giật mạnh cấp 2, cấp 3, có khi lên đến cấp đại học. Ảnh hưởng của bão làm biển không được nữ tính cho lắm. Bão chạy lung tung khắp Nhật Bản và điểm sắp tới được nó ghé thăm là quận Kasukabe này đây. Bố vẫn rất bình tĩnh và đẹp trai, cho rằng bão chứ có phải động đất sóng thần gì đâu mà lo. Chưa dứt câu, ở bên ngoài xe loa thông báo, mọi người mau chóng di chuyển đến nơi lánh nạn gần nhất. Mẹ nghe vậy liền sợ hãi lao vào lòng bố. Shin đứng ngoài không quên cà khịa, chứng táo bón của mẹ còn đáng sợ hơn đấy. Thế là bị một cốc sưng đầu vì cái tội ăn nói xà lơ. Không thể chậm chạp nữa, phải mau chóng thu dọn đồ đạc lên đường ngay thôi. Bố vác một thùng bia ra ngoài, bộ tính không say không về ở khu tránh bão hay gì. Mẹ liền nhắc bố để lại bởi thứ đó là thứ không cần thiết. Vậy thì hãy cùng xem mẹ mang những món đồ hữu ích nào nhé. Một hộp đồ trang điểm này, một cặp chứa đồ trang điểm này và hết. Đúng là hữu ích thật ha. Mẹ liền phản biện, đồ trang điểm đối với phụ nữ là mạng sống đấy, chính bố lúc nào cũng muốn mẹ xinh đẹp mà. Vừa nói dứt câu, quay lại thì thấy ông Shin đang kéo thùng đồ chơi mang đi. Quay thêm lần nữa thì em bé kéo thùng trang sức và Bạch Tuyết lôi thùng xương. Hay, cả cái nhà này, ăn cái gì mà giống nhau thế không biết. Không thể để tình trạng này tiếp diễn, cả nhà quyết định ngồi xuống cùng nhau bàn bạc xem nên mang cái gì đi. Trước tiên là lương thực này, sữa cho Hima và đồ khô cho Bạch Tuyết. Càng bàn luận, chủ đề càng được tên siêu quậy đẩy đi xa, sau một hồi mới chốt được thực đơn và chuyển sang chủ đề khác. Trường hợp phải đi lánh nạn lâu dài thì quần áo để thay cũng vô cùng cần thiết, bỉm cho Hima cũng phải chuẩn bị rất nhiều, đôi lót cũng phải chuẩn bị sẵn ít nhất trong 2-3 ngày. Được rồi, quyết định như vậy và bắt tay vào làm nào. Nói nữa là kiểu gì tên siêu quậy cũng thao túng tâm lý cho nói liên hồi mới thôi. Bố hỏi mẹ chiếc túi này bỏ đồ hết không? Mẹ liền bảo bố lấy cái vali có bánh xe vận chuyển cho dễ. Lại nói đến cái vali đó làm Shin nhớ cái chị quảng cáo valo ở trạm dừng xe. Mẹ lại cho rằng chị đứng cạnh xinh hơn, câu chuyện cứ thế tiếp diễn không hồi kết. Đến nước này, bố mẹ phải xin Shin đừng nói lan man sang chuyện khác nữa để cả nhà kịp dọn đồ đi, mà tốt nhất là nên im lặng luôn. Mọi người đang tập trung xếp đồ, bỗng tên siêu quậy có dấu hiệu khó thở, người đổ mồ hôi hột, trông cực kỳ quằn quại. Bố mẹ hốt hoảng gọi báo cảnh sát, à không, cứu thương chứ. May mà cuối cùng ông cháu cũng thở được trở lại. Ra là do mẹ bảo im lặng không được nói nên cậu ta quên cả thở luôn. Tiện nói về việc suýt quên thở, Shin lại nhớ tới lần trước leo núi mệt không thở được. Ngay vậy, mẹ liền hưởng ứng và bày tỏ nguyện vọng muốn được một lần leo núi Phú Sĩ. Thế thì quyết định lần tới cả nhà sẽ đi leo núi, mẹ sẽ chuẩn bị cơm và bố pha trà nóng mang theo. Hay lại lạc đề nữa. Sau một hồi thu dọn, cả nhà cũng đã chuẩn bị xong, điểm lánh nạn chính là trường mẫu giáo Futaba. Ngoài trời gió thổi vù vù, mẹ vừa mở ô ra thì bị kéo đi mất. Shin đi được vài bước cũng bị thổi bay lên trời, tốt nhất là nên để ô lại thì hơn. Bố căn dặn cả nhà chú ý, kẻo bị vật lạ bay vào mặt. Vừa nói hết câu thì một chiếc áo ngực bay thẳng vào mặt bố. Hai bố con đang tưởng tượng tới cảnh một chị gái xinh đẹp mới tắm xong và không may để áo bay mất. Nhưng đời đâu như là mơ, chiếc áo là của một phụ nữ trung niên già dặn hơn nhiều. Thật vô nghĩa. Gió càng lúc càng mạnh, mẹ lo sợ nhỡ có thứ gì khác bay vào thì sao nhỉ? Bố trấn an rằng chắc sẽ không nguy hiểm đến mức đó đâu. Tức thì một biển đá lao tới cắm phập xuống đất, làm cả nhà một tay ra quần. Cảnh này hiếm có khó tìm đấy, Shin phải lấy máy ảnh ra chụp mới được. Vừa mới mở vali ra, chiếc quần lót robot của cậu liền không cánh mà bay theo đúng nghĩa đen. Shin muốn chạy theo lấy nó về, mẹ liền trấn an và nói, việc quan trọng bây giờ là tới nơi tránh bão. Câu nói vừa được tuôn ra, bộ đồ ngủ hàng hiệu của mẹ cũng nối gót bay đi nốt. Ngay lập tức, mẹ liền quên hết những gì vừa nói và toàn chạy theo bắt nó lại. May mà có bố cản chứ không thì chẳng biết tìm người phụ nữ ham đồ hiệu này ở đâu nữa. Đến một con dốc, thấy nước chảy y chang cái thác, bố định quay lại đi đường vòng. Cơ mà như vậy thì phải đi xa hơn gấp vạn lần đấy. Thôi thì cứ chậm mà chắc. Vừa tính quay xe, một cái gây đổ sụp xuống chắn luôn đường lùi, làm cả nhà sợ xanh mặt tím người đỏ toàn thân. Trong thời tiết bão bùng này, chả biết nơi nào là an toàn hay nguy hiểm nên cứ di chuyển bằng con đường ngắn nhất vẫn tốt hơn. Mọi người cùng bám vào vách tường và cẩn thận đi. Mẹ lo lắng hỏi Shin có cần cõng không. Ông tướng này vẫn tỏ vẻ đàn ông mạnh mẽ, thế nhưng chưa đi được nửa bước thì ngã sóng xoài. May mà mẹ kịp bắt lấy. Hết cách, bố đây phải cõng thêm siêu quậy, còn Bạch Tuyết thì để mẹ bế. Vừa đến nơi, Shin tình cảm tặng bố một nụ hôn thật nóng bỏng để cảm ơn, làm bố nhột mà đứng bùn rùn ở đỉnh dốc. Bỗng một cơn gió mạnh ghé qua, đẩy cả nhà trôi xuống vị trí xuất phát. Mẹ kịp thời bám được vào cây cột điện bên đường, còn bố và Shin thì trôi không số lùi xuống dưới.
Hai bố con chơi với như sắp chết đuối, mẹ liền bẻ một nhánh cây để cứu Shin trước. Cơ mà nước càng lúc càng xiết, tên siêu quậy càng lúc càng trôi xa. Mẹ cũng tiến ra thì phát hiện nước ở đây chưa quá đầu gối, vậy mà cứ làm cho ố rể cả lên. Làm sơ sơ thôi, làm quá nó lố lăng, làm quá là nó ô về. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cả nhà Nohara cũng cập bến trường mầm non. Bố xin thầy hiệu trưởng một chỗ để thay quần áo. Ông Từ Xin cởi đồ mà cứ như quay TVC quảng cáo. Bố thấy hơi ba chấm lên bảo thằng con tém tém lại, nhưng cậu vẫn không chịu, còn rủ bố làm cái trò hay làm ngày xưa, trò voi voi lủng lẳng. Dĩ nhiên bố nhất quyết không chịu, ở chốn công cộng thế này ai lại chơi mấy trò phản cảm như thế. Thế là Xin lại sử dụng ánh mắt ngây thơ trong sáng để thao túng. Không biết ông tướng này có phải truyền nhân của mèo đi hia không nữa, bố cũng đành chiều theo thằng con lần này. Vừa mới bắt đầu, Nene bỗng mở cửa đi vào để tìm Xin thì bị khung cảnh phản cảm trước mặt làm cho hết toáng lên. Giờ thì xấu hổ chưa, đã vậy hai cái nhà này lại nằm cạnh nhau luôn chứ, đúng là oan dạ ngõ hẹp mà. Xin chợt để tới chiếc thảm hình gấu qua la mà nhà Nene đang dùng, trước đây cậu cũng đã dùng nó. Đã vậy còn kỷ niệm thêm một bãi nước tiểu, làm mẹ Nene sốc đến phụt nước. Tối đó mọi người cùng nhau ăn cơm, Shin lại bị thu hút bởi hộp cơm thịnh soạn nhà Nene. Cô nàng cũng mời cậu dùng cùng, nhưng tên siêu quậy từ chối vì sợ rằng sẽ bị hình thức bên ngoài đánh lừa, khả năng cao là vẫn dở ẹc như mọi khi. Mẹ Nene nghe vậy không thể kìm được nữa, mẹ lấy cớ vào nhà vệ sinh rồi lôi con gấu bằng hơi ra để xả giận. Đêm đến, Hima mơ ngủ đạp chân vào mặt Shin nên cậu vô thức lăn sang chỗ bố. Không mà mùi hôi chân kinh khủng là ông báo lăn sang đệm bên cạnh, va vào mẹ Nene. Đã đẩy đi rồi, tên siêu quậy vẫn lăn quay lại. Cô bực mình ngồi dậy để xô đi. Hành động thô bạo đó khiến cậu bạn tỉnh dậy, thấy trước mắt là cảnh mẹ bạn thân sờ mông mình. Kèm theo kinh nghiệm xem drama quá 180 phút, cậu liền hết toáng lên khiến mọi người tỉnh dậy. Shin với tâm thế của người bị hại chạy về mách mẹ rằng mẹ Nene định cưỡng hiếp con. Đúng là ảo drama nặng quá rồi. Mẹ Nene phải giải thích sự tình và bảo nhà Nohara cố gắng chú ý đừng cho con động đậy dùm. Đã vậy còn thêm mắm dặm muối rằng Shin không biết phép tắc, không được chỉ bảo tận nơi. Mẹ Mise nghe vậy liền khó chịu, đứng dậy tay đôi combat, bóc phốt đối phương nấu ăn mà không biết nêm gia vị. Hai người chồng đứng ra ngăn cản cũng bị chửi cho ngồi im luôn, mọi người đều vì tiếng chửi nói ồn ào mà tỉnh dậy cả. Thấy mọi việc ngày càng đi xa, Shin lên tiếng bảo mọi người giữ trật tự, không hiểu người lớn đang làm mấy trò gì nữa. Hay quá ha, mọi chuyện cũng do sự ô dề của ông mà ra đấy. Bỗng nhiên cửa kính bị vỡ, thầy hiệu trưởng chạy vào tìm kiếm sự trợ giúp của mọi người. Đàn ông thì ra ngoài đóng ván che lại, phụ nữ bên trong thu dọn kính vỡ và nước. Nhờ vậy mọi chuyện mau chóng được giải quyết êm đẹp. Sáng hôm sau, trời đã quang đã trở lại, mọi người cũng quên đi chuyện cãi nhau hôm qua. Quả thật là một đêm thú vị và đáng nhớ phải không nào? Và câu chuyện thú vị này cũng kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ lớp mình nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều tập phim thú vị hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!